Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài ngưng hoạt động vì dịch COVID-19, thì đến thời điểm này cơ bản các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đã trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Và vấn đề đặt ra hiện nay đó là các doanh nghiệp phải làm sao để vừa đảm bảo sản xuất, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực của doanh nghiệp và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Thời gian qua thì tại Đồng Nai, các sở ngành đã có những chính sách cũng như là những sự hỗ trợ để giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và những chính sách này đến tay các doanh nghiệp ra sao? Các doanh nghiệp phải chuẩn bị những gì để chung sống với dịch bệnh? Đây cũng là nội dung của buổi tọa đàm với chủ đề Doanh nghiệp thích ứng an toàn trong tình hình dịch bệnh. Và đến buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự góp mặt của ông Nguyễn Trí Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đồng Nai. Xin trân trọng giới thiệu bà Dương Thị Xuân Nương, Phó trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tiến Chương, Chủ tịch Hội Xuất Nhập Khẩu Đồng Nai. Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn ba vị khách mời đã bớt chút thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên xin đặt câu hỏi với chị Dương Thị Xuân Nương, Phó trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai. Thưa chị, đến thời điểm hiện nay thì không biết là tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn ra sao và có những khó khăn thuận lợi gì khi mà chúng ta hoạt động trong trạng thái bình thường mới ạ? Thì vừa qua thì sau khi mà chính phủ đã có cái nghị quyết 128 về chuyển sang trạng thái bình thường mới thì các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Đồng Nai đã có cái sự hồi phục một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Hiện nay đã có 98% các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã phục hồi lại các hoạt động sản xuất của mình, và trong đó thì cái số lượng người lao động đi và làm việc trở lại đã đạt được 86%. Và trong đó có những doanh nghiệp đã hồi phục hoàn toàn công suất của nhà máy được 100%. Và như vậy thì cũng có thể nhận thấy là cái tốc độ phục hồi và trở lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong thời gian qua trong các khu công nghiệp là khá tốt. Thì cái việc mà triển khai hoạt động trong cái điều kiện bình thường mới đối với doanh nghiệp, nó có những cái thuận lợi là trao lại cái sự chủ động cho doanh nghiệp trong cái việc chủ động triển khai các phương án sản xuất kinh doanh của mình trong cái điều kiện làm sao đáp ứng được cái điều kiện sản xuất an toàn. Và bên cạnh đó là doanh nghiệp sẽ có chủ động đưa ra những cái phương án phòng chống dịch tại doanh nghiệp mình một cách chủ động phù hợp với cái điều kiện của doanh nghiệp mình. Bên cạnh những cái thuận lợi đó thì nó cũng đi theo những cái thách thức đối với doanh nghiệp, là đối với cái diễn biến tình hình dịch hiện nay thì cái mầm bệnh vẫn còn ở trong cộng đồng. Do vậy khi mà người lao động đi vào nhà máy để sản xuất thì cái mầm bệnh đó nó cũng sẽ đi vào các doanh nghiệp, và trong cái điều kiện mà sản xuất, hoạt động sản xuất kinh doanh thì có thể dẫn đến cái sự lây lan trong doanh nghiệp. Do vậy đối với doanh nghiệp phải có những cái biện pháp chủ động làm sao để phòng chống dịch hiệu quả từ doanh nghiệp mình, để ngăn chặn được cái việc mà dịch bệnh sẽ lây lan trong doanh nghiệp, để ảnh hưởng đến cái việc gián đoạn sản xuất kinh doanh cũng như cái uy tín của doanh nghiệp mình. Điều này cho thấy là các doanh nghiệp cần phải chủ động hơn nữa để chúng ta kiểm soát được tình hình, kiểm soát tốt dịch bệnh thì lúc đó chúng ta mới phát triển doanh nghiệp được. Thưa ông Nguyễn Trí Phương, không biết là anh có thể chia sẻ cái nhận định của mình về cái mức độ thiệt hại của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đợt dịch Covid lần thứ tư vừa qua ? Ngoài những thông tin như chị Dương Thị Xuân Nương vừa có trao đổi, thì đối với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về lĩnh vực công thương, thì qua theo dõi đánh giá tình hình của những tháng từ tháng 8 đến nay, thì Sở Công Thương có một số cái nhận định như sau. Trước tiên là theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, thì khi mà chúng ta thực hiện giãn cách xã hội thì ở các tỉnh phía Nam thì khoảng 98% doanh nghiệp của các cái tỉnh phía Nam là coi như bị ảnh hưởng đáng kể bởi dịch Covid. Riêng đối với lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh thì cũng không tránh khỏi việc này. Ví dụ như qua cái nắm tình hình đối với khoảng 140 doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến gỗ. Đây là một cái mặt hàng có thế mạnh, có cái giá trị kim ngạch xuất khẩu cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thì qua khảo sát trong 140 doanh nghiệp thì khoảng là 52% doanh nghiệp là ngưng hoạt động sản xuất, 48% là doanh nghiệp là thực hiện việc là
sản xuất theo phương án ba tại chỗ. Và trong những cái tháng như tháng 8, tháng 9 thì cái giá trị, cái kim ngạch xuất khẩu nó bị sụt giảm rất là đáng kể. Hoặc như đối với lĩnh vực là da dày và dệt may, đây là một trong những cái lĩnh vực là chủ chốt, chủ lực của tỉnh thì cũng ảnh hưởng rất là đáng kể. Vì trong các cái tháng 8, tháng 9 thì các cái doanh nghiệp mà có cái số lượng lao động đông, giả sử như là công ty Việt Vinh, công ty Trang Sinh, công ty Buchen vân vân là phải tạm ngưng hoạt động. Do vậy là nó thì qua những cái theo dõi, tôi nêu ví dụ như đối với lĩnh vực về chế biến gỗ, lĩnh vực về dệt may, da dày, thì qua đánh giá thì cái chỉ số sản xuất công nghiệp trong cái tháng 8 trên địa bàn tỉnh là chúng ta tăng trưởng âm là 17%. Qua đến tháng 9 thì chỉ số sản xuất thì chỉ có tăng khoảng là 8,68% so với cùng kỳ. Tuy nhiên khi mà dịch bệnh đã cơ bản được cái khống chế thì hiện nay là khi mà hoạt động trong cái điều kiện và cái tình trạng bình thường mới thì chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 10 vừa qua tăng khoảng 11,22% so với tháng trước. Và hiện nay thì ngoài các cái thông tin như chị Nương vừa có chia sẻ thì những cái thông tin mà qua theo dõi đánh giá về chỉ số sản xuất công nghiệp thì đã có cái sự khôi phục và quay lại hoạt động sản xuất trong cái điều kiện bình thường mới. Ngoài ra đối với lĩnh vực thương mại thì trong cái tình hình giãn cách xã hội từ tháng 8 thì một số siêu thị và một số chợ truyền thống phải ngưng hoạt động, do vậy ảnh hưởng đến cái hệ thống phân phối. Tuy nhiên là đến hiện nay khi mà chúng ta thực hiện cái việc là khôi phục lại cái đời sống sinh hoạt, các cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì hiện nay là 11 trên 11 siêu thị trên địa bàn tỉnh cũng đã khôi phục lại kinh doanh, 227 là các cái cửa hàng tiện lợi là hiện nay cũng đã khôi phục lại cái hoạt động kinh doanh, và 102 trên 148 chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh thì cũng dần đi vào hoạt động trong cái điều kiện bình thường mới. Thì đó là những cái đánh giá sơ nét về những cái ảnh hưởng và cái tình hình khôi phục đến nay trên lĩnh vực về công nghiệp và thương mại. Vâng, nghe phần chia sẻ của anh Nguyễn Trí Phương thì chúng ta cũng thật sự rất là mừng, bởi vì thấy rằng cái tình hình hồi phục kinh tế của tỉnh nhà của chúng ta hiện nay đang rất là tốt. Riêng với góc độ là doanh nghiệp và đại diện cho hội xuất nhập khẩu thì ông Chương có thể chia sẻ về những khó khăn cũng như là của các doanh nghiệp, và đặc biệt là doanh nghiệp của mình và doanh nghiệp trong hội của mình trong thời gian vừa qua được không ạ? Khi mà Covid nó bùng phát lần thứ tư này thì các tỉnh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Vũng Tàu, đây là cái vấn đề khách quan thôi, nhưng mà những cái khó khăn mà doanh nghiệp phải đối mặt thì bây giờ có nói lại thì nó cũng là cái chuyện nó đã qua rồi, nhưng mà thực sự rất là căng thẳng. Những doanh nghiệp phải, do vấn đề giãn cách xã hội phong tỏa thì một số doanh nghiệp phải đóng cửa, ngưng hoạt động, một số doanh nghiệp thì được hoạt động ba tại chỗ. Ba tại chỗ thì chi phí rất là cao. Vừa phải lo cơm nước cho công nhân, rồi phải trả tiền tăng ca cho họ, rồi phải test kit này kia các thứ liên tục. Còn riêng về dừng sản xuất thì một số những cái nguyên vật liệu đang trên đường về phải lưu tại cảng, rồi hàng thì không xuất đi được, phải tồn kho. Và khi mà cái chuỗi cung ứng nó bị đứt gãy thì nó dẫn đến cái vấn đề mà cái chuỗi thanh toán nó cũng bị dừng lại. Và lúc bây giờ doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà nếu mà để mà nói một cho nó khách quan nhất thì cái khó khăn nhất trong cái 3 tháng mà áp dụng giãn cách xã hội vừa rồi ở khu vực phía Nam và tại Đồng Nai mình, thì cái khó nhất là cái sự mà thống nhất hay là sự nhất quán về vấn đề quy định và quản lý về vấn đề mà phòng chống Covid. Đây tôi không nói là Đồng Nai mà tôi nói là cái sự thống nhất từ trung ương cho đến các địa phương. Khi Đồng Nai làm thế này thì thành phố Hồ Chí Minh làm kiểu khác, Bà Rịa Vũng Tàu làm kiểu khác, Bình Dương kiểu khác, và doanh nghiệp đứng ở cửa giữa không biết đường nào mà áp dụng. Nói đơn giản cái vấn đề là xét nghiệm thôi. Thời điểm đó thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai thì áp dụng là 7 ngày, Bà Rịa Vũng Tàu thì tự nhiên là áp dụng 5 ngày, và một tuần sau thôi ông Bình Dương áp dụng 3 ngày. Và doanh nghiệp là cứ chạy lòng vòng, mà văn bản, hệ thống văn bản khi ban hành doanh nghiệp rất là khó tiếp cận. Nhiều khi bản thân tụi tôi cũng phải ngồi đọc văn bản trên mạng xã hội. Chứ mà văn bản để nhận được ngay tức thì không có, vì văn bản thường thời điểm đó là văn bản ban hành trong đêm hôm nay thì sáng ngày mai có hiệu lực thi hành. Đó là những cái khó khăn, nhưng mà thôi bây giờ những chuyện nó đã qua rồi. Cái được như ngày hôm nay, thứ nhất là vaccine đã tiêm
gần như là đã phủ kín được hai mũi trên toàn dân. Với điều kiện như hiện nay thì cái vấn đề lây nhiễm nó trở thành giống như là bệnh, một cái cơn bệnh sốt bình thường thôi. Và doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động, đó là những vấn đề rất là đáng mừng. Vâng, mặc dù khó khăn nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã qua rồi, bây giờ chúng ta phải tin tưởng lạc quan để đón nhận những cơ hội mới. Vậy thì không biết là cái quá trình phục hồi của các doanh nghiệp trong hội của mình đến thời điểm này ra sao rồi ạ? Vào thời điểm cuối tháng 9 khi bắt đầu mà chuẩn bị để khôi phục lại cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì lúc bây giờ một số những cái quy định nó cũng chưa rõ ràng, thì doanh nghiệp gặp rất nhiều những cái khó. Chẳng hạn như khi mà một doanh nghiệp đã dừng sản xuất hẳn mà muốn hoạt động trở lại theo ba tại chỗ hoặc là áp dụng cái phương án một cung đường hai điểm đến gì đó thì phải thông qua cái thủ tục đăng ký và đánh giá của ban quản lý hoặc là của sở lao động. Thì cái lúc bây giờ thời điểm đó thì nó cũng có nhiều cái vấn đề. Nhưng mà đến khi mà cái nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ ban hành và Đồng Nai cũng đã có văn bản hướng dẫn và hướng dẫn rất là cụ thể, tới ngày hôm nay thì cơ bản là mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Tuy nhiên là cái khó của doanh nghiệp ngày hôm nay, ngoại trừ cái thủ tục hành chính như vậy đã được tháo gỡ, thì còn lại vấn đề là cái thời điểm cuối năm là cái vấn đề thời vụ cũng đã sắp sửa hết. Vì thường là cái hàng xuất nhập khẩu, xuất khẩu thì cái dịp mà Noel và Tết Tây là cái thời vụ rất là cao, nhưng mà cái thời vụ đã qua rồi. Cái thứ hai nữa là sau cái thời gian mà 3 tháng giãn cách xã hội thì cái chuỗi thanh toán nó cũng bị đứt gãy. Và lúc bây giờ, hiện bây giờ là cái nhu cầu về cái nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp rất là cao. Thì dĩ nhiên thì nhà nước, chính phủ đã có những cái giải pháp để hỗ trợ rồi. Tuy nhiên là bản thân doanh nghiệp cũng phải nỗ lực, và hiện bây giờ là đang là cái khó. Và theo chỗ tôi biết, một số những doanh nghiệp sản xuất ngành may mặc hoặc là giày da, đơn hàng đã chuyển qua những cái nước khác và khu vực khác trong cái thời gian mình bị giãn cách. Hiện bây giờ thì đã tiếp nhận lại đơn hàng nhưng mà cũng phải là nhiều lắm. Nhưng mà có một cái điều là nếu mà theo con số thống kê thì xuất nhập khẩu tính quý 3 năm nay thì vẫn tăng, tính cả nước mình thì vẫn tăng. Đồng Nai thì bằng cùng kỳ năm ngoái thì bằng, nhưng mà cũng vẫn có dấu hiệu tăng. Vâng, và một lát nữa thì chúng ta sẽ quay trở lại với những khó khăn cũng như là những giải pháp đối với doanh nghiệp. Còn bây giờ thì xin mời ba vị khách mời cùng với quý khán giả, chúng ta sẽ xem một clip ngắn sau đây. Theo Sở Kế hoạch Đầu tư, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 43,6 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, với tổng vốn đăng ký gần 387,4 ngàn tỷ đồng. Dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoặc giảm hoạt động. Muốn phục hồi nhanh, cần có những chia sẻ, hỗ trợ kịp thời từ các cấp, các ngành chức năng. Có 4 vấn đề vướng mắc lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang cần được tháo gỡ kịp thời để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, là phân bổ vaccine phòng Covid-19 để tiêm đủ 2 mũi cho người lao động, thiếu vốn, hướng dẫn chi tiết việc phòng chống dịch bệnh và giải quyết nhanh các loại hồ sơ thủ tục. Nếu các vấn đề này được giải quyết sớm thì tốc độ phục hồi của doanh nghiệp sẽ nhanh hơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế. Các dự báo này cho rằng cần khoảng 5 đến 6 tháng để phục hồi. Doanh nghiệp đang khôi phục sản xuất kinh doanh nhưng hầu hết đều thiếu vốn, do đó rất mong được khoanh nợ và tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để vượt qua thời điểm khó khăn này. Đồng Nai cũng như nhiều tỉnh thành khác đều xác định dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, nên việc đảm bảo được mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được đặt lên hàng đầu. Vâng, qua phần ghi nhận vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rõ ràng là các ngành đang rất nỗ lực để đồng hành cùng với doanh nghiệp vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Thưa anh Nguyễn Trí Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, không biết là hiện nay thì Sở Công Thương đã và đang triển khai những cái chính sách gì để hỗ trợ doanh nghiệp ạ? Đối với nội dung này thì qua các cái phương tiện truyền thông báo đài thì chúng ta cũng đã được biết khi mà Quốc hội ban hành các cái nghị quyết và chính phủ cũng ban hành các cái chính sách để hỗ trợ cho cái doanh nghiệp gặp khó khăn trong thời gian qua, thì cụ thể các cái nội dung cũng đã được các cái sở ngành quản lý chuyên ngành triển khai trong thời gian qua. Các cái chính sách về hỗ trợ tín dụng, về hỗ trợ trả lương cho người lao động, hoặc là gia hạn thời gian nộp thuế, hoặc là tiền thuê đất, thì đã được các cái ngành như là Ngân hàng Nhà nước, hoặc là Ngân hàng Chính sách Xã hội, hoặc là Cục Thuế triển khai cho các cái doanh nghiệp trong thời gian qua. Còn đối với góc độ của Sở Công Thương thì thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương,
Thì trong thời gian vừa qua thì Sở Công Thương cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện việc giảm tiền điện đối với các cái cơ sở sản xuất kinh doanh thì thuộc ba cái nhóm lĩnh vực. Đầu tiên là đối với các cái doanh nghiệp mà có cái giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ trong năm 2020, hoặc là đối với các cái doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến và bảo quản thủy sản và các cái sản phẩm từ thủy sản, hoặc là đối với các cái doanh nghiệp về chế biến rau quả thì sẽ được giảm 10% cái tiền điện trong 3 kỳ tháng 9, tháng 10, tháng 11. Và trên cơ sở cái chỉ đạo chung của chính phủ, của văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương, thì Sở Công Thương trong thời gian tháng 10 vừa qua cũng đã rà soát và lập ra danh sách trong đợt 1 đối với 115 cơ sở để được thực hiện cái việc là giảm cái tiền điện theo cái chủ trương của chính phủ và văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Công Thương. Thì đó là những cái nội dung rất là cụ thể và liên quan tới cái việc là hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thì trong thời gian vừa qua, trực tiếp đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức hai cái hội nghị đối thoại, một là đối với các cái nhóm doanh nghiệp FDI và một là đối với các cái doanh nghiệp trong nước. Và tại các cái buổi hội nghị đối thoại này thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã cùng với các ngành cũng đã trực tiếp triển khai các cái chính sách và giải đáp những cái nội dung nó còn vướng mắc của doanh nghiệp, các cái hiệp hội doanh nghiệp trong quá trình triển khai các cái chính sách mà của chính phủ hoặc các cái bộ ngành trung ương, như tôi có đề cập về tín dụng, về hỗ trợ trả lương, hoặc là các cái vấn đề về gia hạn cái thuế hoặc là tiền thuê đất. Thì những cái nội dung này đã được lãnh đạo tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cái sở ngành rất là quan tâm và triển khai trong suốt các cái thời gian qua, từ tháng 8, tháng 9 và tháng 10. Dạ. Riêng đối với cái lĩnh vực là thủ tục hành chính thì không biết là Sở Công Thương đã có những cái giải pháp gì để hỗ trợ cho người dân và đặc biệt là doanh nghiệp trong cái tình hình hiện nay ạ? Báo cáo với lại các anh chị trong cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, thì đối với ngành công thương thì thật ra là trong cái thủ tục hành chính của ngành công thương hiện nay thì có 116 thủ tục. Tuy nhiên cơ bản là 93 thủ tục đã được Sở Công Thương công bố là phục vụ ở cấp độ 4, tức là chúng ta từ tiếp nhận đến xử lý đến trả kết quả là trực tuyến. Chỉ có 13 thủ tục là cung cấp ở mức độ 3. Do vậy là kể cả những cái thời gian trước đây và trong thời gian vừa qua thì Sở Công Thương cũng luôn đảm bảo cái thực hiện cái việc cung cấp các cái thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Và trong cái thời gian giãn cách xã hội thì thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đó, thì Trung tâm Hành chính công của tỉnh, nơi mà có các cái đầu mối của các sở ngành, thì phải thực hiện cái việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên đối với các cái lĩnh vực của ngành công thương thì chúng tôi vẫn xử lý ở mức độ 4 như đã có cái thông tin. Ngoài ra, trong cái điều kiện các cái doanh nghiệp trong thời gian này khi mà không thể thực hiện được các cái thủ tục thì chúng tôi cũng rất là linh hoạt, thậm chí chúng tôi sẵn sàng là có cái tiếp nhận các cái thủ tục gửi qua email, hoặc thậm chí chúng tôi vẫn tiếp nhận và xử lý cho doanh nghiệp qua Zalo. Và những trường hợp mà trong cái thủ tục hành chính bắt buộc phải đi thẩm tra để xem xét điều kiện cấp phép thì chúng tôi linh hoạt là chúng tôi xem xét xử lý và chúng tôi trả kết quả trước, còn thời gian về sau thì chúng tôi sẽ hậu kiểm. Thì như vậy tôi cũng nghĩ là một cái việc chia sẻ với cái khó khăn của doanh nghiệp, nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo là thực hiện các cái thủ tục đối với lĩnh vực của ngành công thương vẫn đảm bảo và để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Dạ, vâng, cảm ơn anh Nguyễn Trí Phương rất là nhiều. Còn về phía góc độ ban quản lý khu công nghiệp thì không biết đã có những cái giải pháp gì để hỗ trợ cho doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, thưa chị Nương? Ban quản lý các khu công nghiệp đó là cơ quan quản lý và thực hiện các thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Thì rồi đối với cái trách nhiệm của cơ quan chúng tôi thì trong cái đợt dịch vừa rồi thì cơ quan chúng tôi đã sát sườn với doanh nghiệp để nắm bắt kịp thời những cái vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp. Trong cái thời điểm mà khi mà dịch còn bùng phát thì ban quản lý cũng đã có những cái tham mưu với tỉnh về cái việc là ưu tiên cho vaccine cho người lao động, vì đây là xác định là người lao động đó là cái vấn đề cần thiết, là cái điều kiện cần khi mà doanh nghiệp triển khai phục hồi lại hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Và bên cạnh đó thì trong cái thời gian dịch bệnh diễn ra thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái đường dây nóng cũng như những cái kênh thông tin để mà có thể tiếp nhận
kịp thời những cái thông tin phản từ phía doanh nghiệp để mà giải đáp vướng mắc doanh nghiệp cũng như hướng dẫn doanh nghiệp trong việc xây dựng các cái phương án phòng chống dịch tại doanh nghiệp cũng như là giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trong cái việc mà doanh nghiệp xây dựng các phương án hoạt động sản xuất kinh doanh theo cái phương án ba tại chỗ, hoặc như hiện nay thì các doanh nghiệp đang chuyển sang để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh theo cái phương án là đi về hàng ngày. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chuyển tải kịp thời những cái vướng mắc của doanh nghiệp đến cho các cơ quan có liên quan, ví dụ như là Sở Công Thương trong cái việc là đưa các danh sách các đối tượng được có xem xét miễn giảm tiền điện, và những cái đối với những cái trường hợp mà các doanh nghiệp có phát sinh các F0, F1 tại doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đã phối hợp với địa phương cũng như các sở ngành chức năng, sở y tế để mà có những cái hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kịp thời các biện pháp cách ly F0, F1 để làm sao cho doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh một cách nhanh chóng nhất, đảm bảo các điều kiện sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy cái chuỗi sản xuất của doanh nghiệp, để doanh nghiệp thực hiện cái việc mà sản xuất của mình kịp các đơn hàng đã ký hợp đồng với khách hàng trước đây. Và trong điều kiện hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện cái việc hỗ trợ doanh nghiệp trong cái việc mà phục hồi lại sản xuất kinh doanh của mình thông qua cái việc là tăng cường cái kiểm tra và hướng dẫn doanh nghiệp trong cái việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại doanh nghiệp, cũng như là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lại một cái số lượng lao động. Như quý vị cũng biết là trong thời gian qua thì khi mà dịch diễn ra thì một số lượng lao động từ các doanh nghiệp đã đi về địa phương quê của gia đình của mình, thì một số doanh nghiệp cũng có một cái sự thiếu hụt lao động nhất định, thì ban quản lý cũng đang phối hợp với các sở ngành để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lại cái lực lượng lao động này để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được ổn định và kịp cho những cái đơn hàng trong những tháng cuối năm 2021. Dạ, như lúc nãy chị có chia sẻ thì hiện nay cái việc mà ban quản lý khu công nghiệp cũng hướng dẫn cho các doanh nghiệp trong cái việc mà xử lý các ca F0, và bằng chứng là cũng có rất là nhiều doanh nghiệp hiện nay đã xuất hiện những cái ca này, thì chị có thể chia sẻ rõ hơn về cái việc xử lý những cái ca F0 tại các doanh nghiệp như thế nào ạ? Hiện nay thì khi chúng ta thực hiện cái nghị quyết 128 thì các doanh nghiệp được quyền chủ động trong việc thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh của mình. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo cái điều kiện là an toàn mới sản xuất. Và như vậy thì các doanh nghiệp phải có sự chủ động trong việc xây dựng các phương án để phòng chống dịch tại các doanh nghiệp. Và với cái điều kiện hiện nay thì cái ca bệnh nó vẫn còn ở trong cộng đồng. Do vậy cái việc mà trong doanh nghiệp xuất hiện những ca F0 là cái điều hiển nhiên. Đối với trường hợp hiện nay thì các doanh nghiệp theo yêu cầu thì họ phải xây dựng cái phương án phòng chống dịch tại đơn vị mình. Theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế tại cái hướng dẫn 2194 cũng như là cái kế hoạch 97 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có cái hướng dẫn cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp phải chủ động xây có cái khu để cách ly F0, F1, và khi phát hiện được cái trường hợp F0, F1 xảy ra tại doanh nghiệp mình thì phải thực hiện cách ly những cái ca bệnh, ca nghi nhiễm đó vào cái khu cách ly và thông báo đến cho Ban Phòng chống dịch địa phương, cơ quan y tế địa phương cũng như ban quản lý để có hỗ trợ trong cái công việc mà xử lý cái F0, F1 này, nhằm là hướng dẫn doanh nghiệp và để doanh nghiệp có thể trở lại hoạt động trong cái thời gian nhanh nhất. Dạ. Về vấn đề liên quan đến cái việc xuất hiện những ca F0 trong doanh nghiệp thì chúng tôi cũng mong muốn được nghe ý kiến từ phía anh Phương ạ. Thật ra thì những cái nội dung mà chị Nương vừa trao đổi thì cũng đã rất là chi tiết và rất cái cụ thể, và cũng đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và nội dung mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Ban Quản lý Khu Công nghiệp đối với các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp, và đối với các cái doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thì cũng đã giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội phối kết hợp với địa phương. Tuy nhiên đối với trách nhiệm của Sở Công Thương thì chúng tôi cũng triển khai hướng dẫn đối với các cái doanh nghiệp trong ngành công thương những cái hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể của Sở Y tế về việc chúng ta xử lý bóc tách F0 và cách ly F1, F2 và đánh giá lại cái mức độ nguy cơ để trước khi tiếp tục doanh nghiệp hoạt động, và trong cái điều kiện chúng ta phải thích ứng với lại cái dịch Covid.
Rõ ràng là trong cái tình hình hiện nay thì các doanh nghiệp của chúng ta đang gặp rất là nhiều những cái thách thức và đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải rất là chủ động và phải có cái kế hoạch thì mới có thể là đứng vững. Và không biết với góc độ của mình thì anh Chương có thể chia sẻ, không biết là hiện nay thì các doanh nghiệp đang cần những gì từ sự hỗ trợ của các ban ngành ? Đến thời điểm hiện nay thì tình hình dịch bệnh Covid thì cơ bản là được khống chế. Tuy nhiên nếu mà nói như là báo chí hiện nay vẫn đang đưa tin là cái mặt trận tuyến đầu bây giờ đã đẩy qua cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp bây giờ sẽ phải lo cái việc ngoài cái từ cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thì cái việc mà phòng chống dịch bệnh nó là vấn đề rất quan trọng. Những cái biện pháp và những cái quy định của Bộ Y tế hoặc của Sở Y tế thì đã có rồi. Từ cái vấn đề 5K hay là thành lập ban chỉ đạo phòng chống Covid tại doanh nghiệp rồi có cái phương án phòng chống Covid này đã có từ đầu rồi chứ không phải đến bây giờ mới ban hành. Tuy nhiên là vì cái rủi ro trong cái vấn đề mà lây nhiễm là nó sẽ thường trực nó xảy ra. Vì khi mà áp dụng 3 tại chỗ thì nó lại khoanh là một cái khu vực đó thôi. Nhưng bây giờ nếu mà chấp nhận cho người lao động đi về trong ngày thì cái khả năng lây nhiễm là cái chuyện nó sẽ xảy ra. Trên cái mà đáng lo nhất hiện nay là cái thái độ chủ quan của cộng đồng và của người lao động. Nhiều khi một thời gian hiện bây giờ nhiều người đã được tiêm 2 liều rồi, 2 mũi rồi. Và nhất là người lao động mà cảm thấy là như vậy không có sao. Thực tế thì cũng không sao. Rất nhiều trường hợp mà chúng tôi biết nhiều doanh nghiệp là có những KF0 và sau khi cách ly ở nhà thì trong vòng 7 ngày họ xét nghiệm thì coi như không có vấn đề gì hết và nhiều khi cũng chẳng có triệu chứng, không có dấu hiệu gì luôn. Nên đó là điều tốt, mà tuy nhiên là hiện bây giờ cái vấn đề chính là việc mà tổ chức lại sản xuất được sau 3 tháng giãn cách phải dừng hoạt động thì cái bài học này, chắc cái nỗi khó khăn này thì chắc doanh nghiệp nào cũng biết và ai cũng đã nhìn thấy. Bây giờ được hoạt động trở lại thì cái việc mà phải phòng chống dịch bệnh phải làm cho nó tốt. Tuy nhiên để mà doanh nghiệp làm tốt thì rất cần cái sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước. Ngay cả như cái việc mà mỗi khi mà có xảy ra một cái vấn đề đó thì vấn đề gọi điện thoại để báo cáo hay để gọi, vì bây giờ để mà chờ làm văn bản ấy rất là lâu. Đôi khi là gọi điện thoại trực tiếp để xử lý hoặc là gửi qua Zalo. Cái việc như anh Phương vừa mới nói này, trong cái vấn đề mà cải cách thủ tục hành chính ở Sở Công Thương, bản thân tôi là cái người thực hiện cái điều đó ngay trong cái mùa dịch vừa rồi. Khi Đồng Nai triển khai mà áp dụng cái giấy phép đi đường cho doanh nghiệp thì cái đầu tiên là Sở Công Thương sẽ duyệt cái danh sách. Và lúc bây giờ Covid, bây giờ làm sao doanh nghiệp chạy được? Thì tôi đã gọi lên trên Sở Công Thương và trên Sở Công Thương đã giải quyết còn cách là doanh nghiệp gửi danh sách bằng Zalo. Rồi Sở Công Thương xem xét sẽ duyệt ở trên đó rồi gửi lại cho doanh nghiệp cũng bằng Zalo luôn. Doanh nghiệp in ra đưa lên công an để nộp xin giấy đi đường. Tuy nhiên là nó cũng cái bước đầu thì nó bên phía Sở Công Thương thì được rồi, nhưng mà về phía công an thì cũng có nhiều cái cũng phải làm lại, bàn lại. Tuy nhiên là cái việc nó đã qua rồi, nên tôi nghĩ là bây giờ vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cái việc phòng chống dịch bệnh, coi như là nói theo nghị quyết 28 là thích ứng linh hoạt. Nhưng mà cái doanh nghiệp cần là mỗi khi mà có xảy ra sự cố, vì khi đã có F0 thì buộc doanh nghiệp phải dừng sản xuất cái đó và khoanh lại làm sao cho nó nhanh, thì nó lúc bây giờ rất cần sự hỗ trợ của cơ quan là nhà nước. Theo tôi được biết thì Đồng Nai là vừa rồi có thành lập một cái tổ hành động đặc biệt do chỉ đạo của Ủy ban tỉnh. Thì cái tổ hành động đặc biệt đã có thành lập cái nhóm Zalo và cũng có mời các chủ tịch hiệp hội tham gia vào đó. Thì hy vọng là trong cái thời gian tới mỗi khi mà có sự cố gì xảy ra thì chúng tôi sẽ làm cái cầu nối hoặc là có thể tác động trực tiếp để cái kênh đó để mà có những cái thông tin, cái quy định thì doanh nghiệp làm cho nó tốt. Dạ, vâng, và chắc chắn là như vậy rồi. Còn liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì có một cái vấn đề mà hiện nay các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp mà xuất nhập khẩu đang rất là quan tâm, đó chính là cái giá cước vận chuyển bằng tàu biển đối với cung đường đi Mỹ và châu Âu tăng đột biến từ 300% đến 400%. Đây là một trong những cái vấn đề mà Vương nghĩ rằng là những doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại không chỉ là ở Đồng Nai mà ở Việt Nam của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng rất là lớn. Về phía hội xuất nhập khẩu thì xin anh Chương có thể cho biết thêm về cái thông tin này ? Khi mà xảy ra cái đợt bùng phát Covid từ năm đầu năm 2020 thì khoảng tháng 4, tháng 5 năm 2020 thì một số các nước châu Âu và Mỹ thì họ đã phải tiến hành phong tỏa cấp quốc gia. Thì sau từ cái thời điểm đó thì bắt đầu giá cước tàu biển bắt đầu nó tăng. Tôi nói ví dụ như một cái công hàng đi Mỹ giá khoảng 3.700 đô thôi, thì sau đó tăng lên 5.000, 6.000, và tới ngày hôm nay thì có khả năng lên tới 17, 18.000. 300-400 đô đó chỉ là con số tương đối chứ không phải chính xác.
Còn nguyên nhân vì sao nó tăng như vậy thì theo lý giải của các hãng tàu á, là do vấn đề dịch bệnh, thì các cái cảng trung chuyển xếp dỡ hàng hóa tàu nó lưu thông nó chậm, nó không có thể nhanh được, hoặc vấn đề xếp dỡ này kia. Cái sự việc này nó có nhiều vấn đề. Thì về phía hội xuất khẩu, từ cuối năm 2020 chúng tôi đã có gửi văn bản kiến nghị ra Cục Hàng hải, và trong cái thời gian dịch bệnh vừa rồi á, thì bên Cục Hàng hải có tổ chức một cái hội nghị, hai ngày hội nghị chứ không phải tổ chức, và làm việc với tất cả các cái hãng tàu lớn đang tham gia hoạt động tại Việt Nam. Nhưng mà cơ bản thì tôi cũng có tham gia cái hội nghị đó, nhưng mà không giải quyết được. Tại vì theo quy định của Việt Nam mình á, thì cái cước vận tải á, thì các hãng tàu phải công bố, phải công khai ra, phải niêm yết công khai. Nhưng mà khi mà doanh nghiệp bút tàu thì không bút được, mà đôi khi lại bút thông qua ông đại lý thì bút được. Và đây là một cái vấn đề, tại vì thường á, đối với Việt Nam mình, các doanh Đồng Nai, như Đồng Nai mình đi, thì các doanh nghiệp khi xuất hàng là thường là sẽ xuất FOB. Thì cái giá cước đó là khách hàng họ chịu. Nhưng mà với cái giá cước càng ngày nó càng tăng như vậy thì cái sức mua nó sẽ bị ảnh hưởng, do cái giá, cái chi phí của mình nó cao quá. Cái việc này ảnh hưởng rất là nhiều. Hiện nay thì tình hình dịch bệnh nó không phải riêng của Việt Nam mình, nó là toàn cầu rồi. Nên cái vấn đề mà giá cước nó tăng như hiện nay, chẳng hạn như vào thời điểm tháng 4, tháng 5 năm 2020, khi đó châu Âu và Mỹ đang bị phong tỏa quốc gia thì chi phí nó tăng cũng là hợp lý. Nhưng mà đến thời điểm bây giờ nó vẫn tăng. Và theo cách nói của doanh nghiệp và anh em doanh nghiệp ngồi với nhau là có hay không sự lũng đoạn về giá của các hãng tàu lớn. Vì đa số các hãng tàu, ví dụ như nói là hãng tàu thì công ty hãng tàu mẹ nằm ở nước ngoài hết. Còn tất cả các văn phòng đại, ở đây chỉ là văn phòng đại diện thôi. Và trong cái cuộc họp, trong cái hội nghị mà Cục Hàng hải tổ chức, anh Giang là cục phó đã ngồi đối thoại trực tiếp với các hãng tàu để giải thích vì sao giá tăng, thì cơ bản cũng không ai giải thích được. Lòng vòng thì cũng chỉ nói là cái này là giá do công ty mẹ ban hành. Mà cái việc tăng giá nó không đơn giản chỉ là tăng vài chục phần trăm. Nếu mà nói là 300-400% đó là nói khiêm tốn. Hiện nay một công hay hàng đi Mỹ có thể lên tới 18.000 đô cứ vận chuyển. Và không bút được công. Đây là vấn đề. Thì theo chỗ thông tin tôi biết được á, cũng từ Cục Hàng hải thôi, thì tháng 9 vừa rồi Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hai đoàn thanh tra ra, sẽ tiến hành thanh tra toàn bộ các hãng tàu mà đang hoạt động tại Việt Nam, để thanh tra kiểm tra xem tại sao giá cước vận tải tăng và có hay không có vấn đề lũng đoạn về giá. Tuy nhiên cái kết quả như thế nào thì phải chờ. Đây là một vấn đề lớn, tại vì khi mà giá cước nó tăng như vậy thì cái việc bán hàng của mình tại thị trường các nước nhập khẩu nó sẽ giảm đi, tại vì sức mua nó sẽ giảm, vì chi phí nó cao lên. Đó, đây là một vấn đề rất là lớn. Vâng, về vấn đề này thì xin được nghe ý kiến của anh Phương ạ. Tôi cũng rất là đồng tình với các cái ý kiến và phân tích các cái nguyên nhân chỗ anh Trương vừa đề cập. Thật ra nội dung này thì đơn vị để có thể tham mưu và xử lý được những cái nội dung mà liên quan tới cái tăng cước vận tải đường biển thì là đơn vị chỗ Cục Hàng hải của Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên ở đây thì đối với Đồng Nai và đặc biệt là các cái doanh nghiệp và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vì như theo thông tin mà chúng tôi thống kê thì đến kết thúc là lũy kế đến 10 tháng đầu năm thì cái kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Đồng Nai là khoảng 17,5 tỷ đô la. Kim ngạch nhập khẩu 10 tháng đầu năm là 16 tỷ. Thì nếu cái vấn đề liên quan tới việc mà tăng giá cước vận tải đường biển mà thậm chí trên cả 400% như anh Trương cũng đề cập thì sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kể cả các cái doanh nghiệp trong cái khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Thì về nội dung này thì Sở Công Thương cũng đã có nhiều văn bản vừa báo cáo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời cũng đã có kiến nghị gửi Bộ Công Thương để đề nghị Bộ Công Thương cũng có báo cáo Chính phủ và cùng với Bộ Giao thông Vận tải để có cái hướng xử lý trên tinh thần đảm bảo sự bình đẳng và minh bạch trong cái giá cước vận tải đối với các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong điều kiện hiện nay hội nhập kinh tế của chúng ta rất là sâu rộng. Xin được chia sẻ thêm những cái đánh giá và cái ý kiến và đã nêu rất là cụ thể của anh Trương.
đối với các cái khó khăn vướng mắt của các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Vâng, còn thêm một cái vấn đề khó khăn nữa cho các doanh nghiệp tại Đồng Nai, đó chính là Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết số 10 về thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển đối với các doanh nghiệp xuất khẩu ngoài Thành phố Hồ Chí Minh. Cái nghị quyết này thì dự kiến là sẽ thu từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, nhưng mà do tình hình dịch Covid cho nên đã lùi lại là sẽ thu từ ngày 1 tháng 4 năm 2022. Quy định này đã tạo nên sự bất bình đẳng chênh lệch mức thu phí là 100% giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp ở các tỉnh thành khác. Vậy thì anh Chương có thể chia sẻ thêm về cái quy định này cũng như là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với các thành viên trong hội xuất nhập khẩu của mình tại Đồng Nai ? Cái nghị quyết 10 của Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành đó, và sau đó thì Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết quyết định để triển khai, thì họ định áp dụng thu từ tháng 7 năm 2020. Và sau đó thì ban quản lý các khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và các hiệp hội tại các tỉnh phía Nam, trong đó có Đồng Nai và nhiều các tỉnh xung quanh, và kể cả các cái hiệp hội ở ngoài trung ương đã tham gia kiến nghị. Và lúc bây giờ phía hội xuất khẩu chúng tôi đã có kiến nghị và gần như là không được phản hồi. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ tiếp tục phản kiến nghị. Và thời điểm đó thì khi mà kiến nghị gửi cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì gửi cả cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Sở Công Thương. Cái vấn đề mà đặt ra ở đây là thế này. Cái việc mà xuống cấp của hạ tầng cơ sở của các cái hãng cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh đó là cái chuyện đương nhiên. Việc đầu tư dùng nguồn kinh phí nào hoặc là xã hội hóa để cho doanh nghiệp đóng góp vô, cái chuyện nó cũng là chuyện rất là bình thường thôi. Nhưng mà vấn đề đặt ra là doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc doanh nghiệp mở tờ khai tại Thành phố Hồ Chí Minh thì đóng một cái mức phí, ví dụ như container đi là 500.000 một con 40 feet, thì doanh nghiệp mở tờ khai hoặc doanh nghiệp ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phải đóng 1 triệu. Cái vấn đề tôi muốn đặt ra cho Thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề đó. Nó có sự bất bình đẳng. Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo luật doanh nghiệp của nhà Quốc hội Việt Nam ban hành, không có sự phân biệt đối xử như vậy. Còn nếu người ta là doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh, cái việc đóng góp của người ta cho Thành phố Hồ Chí Minh thì đối với doanh nghiệp ở Đồng Nai có trách nhiệm và nghĩa vụ đóng và nộp ngân sách cho tỉnh Đồng Nai. Và tỉnh Đồng Nai cũng là một cái đơn vị hành chính trực thuộc trung ương chứ không phải tách biệt ra. Không là bây giờ Việt Nam mình là mỗi một ông địa phương là một ông tỉnh, một ông trung ương. Thành phố Hồ Chí Minh là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Đấy là cái vấn đề nó rất là kỳ cục. Thực sự đây là vấn đề bức xúc. Chúng tôi đã phát văn bản và kiến nghị rất nhiều. Và cái đây là một vấn đề nó không phải đơn giản là ngay, không phải chỉ đến hàng container đâu. Đối với hàng rời, hàng mà hàng đi không đủ một container đóng khối á, đi vào các kho thôi, cũng thu. Ví dụ một khối là thu bao nhiêu tiền thì Thành phố Hồ Chí Minh là thu 30.000, thì Đồng Nai sẽ thu là 60.000. Có một cái sự phân biệt đối xử như vậy và nó không có bình đẳng. Cái việc này, còn cái việc Thành phố Hồ Chí Minh họ triển khai như thế nào, họ thu như thế nào và họ dùng cái ngân sách đó để họ làm cái việc gì, thì cái việc đó là trách nhiệm của họ và do quản lý Bộ Giao thông. Nhưng về phía Đồng Nai, doanh nghiệp Đồng Nai thì chúng tôi cũng đặt vấn đề đó. Vấn đề chúng ta đặt vấn đề là tại sao doanh nghiệp ở Đồng Nai thì phải trả một khoản phí như vậy mà doanh nghiệp Thành phố chúng lại trả một khoản phí như vậy. Cái khoản chênh lệch mà lên đến 100%. Đó là cái sự bất bình đẳng và không hợp lý. Và nếu mà lấy một con số để mà tính đơn giản thôi, cả một năm tính theo năm đi, thì riêng Đồng Nai mình, cái khối lượng hàng xuất nhập khẩu mà tính bằng container đi qua các cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh phải lên tới hàng triệu. Và cái con số mà các doanh nghiệp Đồng Nai phải chi trả lên tới hàng ngàn tỷ chứ không phải con số nhỏ. Đây là vấn đề rất là bức xúc. Trong cái hội nghị mà, trong cái hội nghị diễn đàn Euro vừa rồi, EVFTA, thì tôi tham gia, thì trong cái báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi cho Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị vấn đề này và hy vọng là phía Trung ương sẽ có những cái giải pháp. Cái việc thu là đương nhiên phải thu. Nếu Thành phố Hồ Chí Minh người ta chứng minh được rằng cái việc hạ tầng giao thông vào các cảng biển đã xuống cấp, buộc họ phải đầu tư để tái phát triển, để làm cái này cái kia, đó là hoàn toàn hợp lý thôi. Và cái chuyện mà tính toán ra và yêu cầu các doanh nghiệp phải mua, phải trả cái khoản phí đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà nếu đã thu thì thu bình đẳng. Tại sao doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thu như vậy, doanh nghiệp ở Đồng Nai thì phải trả một khoản phí như vậy? Trong khi về mặt địa lý thì các cảng biển được bộ, được nhà nước ưu tiên quy hoạch phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh là một cái tỉnh thành trung tâm của khu vực phía Nam. Doanh nghiệp ở Đồng Nai phải chạy một cái quãng đường từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh là phải tốn hơn chi phí so với doanh nghiệp Hồ Chí Minh rồi. Bây giờ làm như vậy, đó là chưa nói, nó còn có một vấn đề này nữa. Trong cái nghị quyết và cái văn bản của Thành phố đặt ra là
doanh nghiệp mở tờ khai tại thành phố Hồ Chí Minh thì đóng phí là, ví dụ như container 40 feet là 500.000, doanh nghiệp mở tờ khai tại Đồng Nai là 1 triệu. Và như vậy nó sẽ có tình trạng là doanh nghiệp sẽ chạy về thành phố Hồ Chí Minh mở tờ khai tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái ý thức về vấn đề cục bộ địa phương. Vì khi mở tờ khai tại thành phố Hồ Chí Minh thì liên quan đến việc thu ngân sách. Nhưng mà trong văn bản kiến nghị hội xuất khẩu không thể nói câu đó với ủy ban nhân phố được. Trên cái lúc mà gửi văn bản kiến nghị lên ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai và Sở Công Thương, chúng tôi đặt vấn đề là trong nếu có một cuộc họp để có thể đối thoại với thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ tham gia. Đặt vấn đề đó, tại sao lại có vấn đề như vậy? Và nếu làm như vậy, thế thì còn vấn đề luật pháp như thế nào? Nó bất bình đẳng. Trong khi doanh nghiệp ở Đồng Nai để xuất một công hàng phải vận chi một cái tiền vận chuyển từ Đồng Nai về cảng thành phố Hồ Chí Minh 2 triệu mấy, gần 3 triệu bạc. Mà trong khi lại phải trả thêm một khoản phí. Ví dụ doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh trả 500, Đồng Nai phải trả 1 triệu. Đó là cái bất bình đẳng. Và theo cái thông báo của Ủy ban nhân thành phố thì tháng 4 năm 2022 này là người ta lại tiếp tục thu tiếp. Cho nên qua cái buổi hội nghị hôm nay thì tôi cũng muốn kiến nghị với Sở Công Thương và báo cáo với Ủy ban có kế hoạch báo cáo cho Bộ Giao thông và Bộ Công Thương can thiệp và xử lý dứt điểm cái vấn đề này. Vì một khi mà thành phố Hồ Chí Minh họ đã triển khai thu rồi thì cái việc mình kiến nghị nó sẽ khó hơn. Dạ vâng, qua cái phần chia sẻ của anh Chương thì chắc chắn là ở tại buổi tọa đàm ngày hôm nay thì có Ban Quản lý Khu công nghiệp và Sở Công Thương thì chắc chắn cũng sẽ có những cái chia sẻ. Đầu tiên thì xin mời chị Nương, chị có thể chia sẻ những cái ý kiến của mình về những phát biểu vừa rồi của anh Chương ạ. Thực sự thì qua cái đợt dịch bệnh Covid vừa qua thì doanh nghiệp đã có rất là nhiều khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, phải gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Và thậm chí có những doanh nghiệp phải ngưng hoạt động sản xuất và phải chịu phạt những cái hợp đồng. Và như vậy khi họ phục hồi lại sản xuất mà phải chịu những cái khoản phí tăng thêm như phí vận tải tàu biển hoặc là những cái khoản phí về cái phí duy trì cái cảng biển, cảng cửa khẩu thì là sẽ gặp một cái gánh nặng rất là lớn. Thì trong cái quá trình quản lý, công tác quản lý của Ban Quản lý, chúng tôi cũng đã nắm bắt được cái vướng mắc như anh Chương vừa nêu, từ phía các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, từ phía các hiệp hội như doanh nghiệp Hiệp hội Đài Loan, Hiệp hội Nhật Bản, Hiệp hội Hàn Quốc, họ cũng đã có những cái kiến nghị này. Và Ban Quản lý chúng tôi cũng đã có tổng hợp những cái kiến nghị vướng mắc của doanh nghiệp để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, và có báo cáo từ đó Ủy ban tham mưu Ủy ban có báo cáo cho Bộ Tài chính để có những cái biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp ở Đồng Nai trong cái việc này. Và hiện nay là cái lý ra thì cái khoản phí này đã thu từ năm 2020 nhưng mà đã gia hạn đến tháng 4 năm 2022. Và hiện nay thì trước cái tình hình dịch bệnh vừa qua như vậy và những cái khó khăn của doanh nghiệp thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục ghi nhận những cái vướng mắc của doanh nghiệp để kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có những cái đề xuất kiến nghị cho cấp trung ương để có những cái giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp tốt hơn để vượt qua cái khó khăn và ổn định sản xuất kinh doanh của mình. Vâng, còn phía anh Phương thì sao về những cái kiến nghị của anh Chương ạ? Thật ra thì chúng tôi rất là chia sẻ với những cái khó khăn và cái nội dung kiến nghị của các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cái ý kiến rất là chi tiết cụ thể của anh Chương và nội dung mà chị Nương cũng vừa có trao đổi. Thì các cái sở ngành trên địa bàn tỉnh như là Ban Quản lý Khu công nghiệp, Sở Công Thương hoặc bản thân như là Cục Hải quan Đồng Nai cũng đã có các cái nắm bắt và có cái tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và tôi nhớ là trong khoảng hội nghị đối thoại với doanh nghiệp vừa rồi thì ý kiến này cũng đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có cái trao đổi trực tiếp tại cái hội nghị. Và bản thân là các sở ngành, trong đó có Sở Công Thương, cũng đã có báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh để tiếp tục có ý kiến với các cái bộ ngành trung ương, cụ thể là Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải, để có cái hướng xem xét xử lý để nhằm tháo gỡ cái khó khăn cho các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Và ý kiến của các cái hiệp hội trên địa bàn thì Sở Công Thương cũng sẽ tiếp tục qua cái ý kiến trao đổi của anh Chương, của chị Nương, thì Sở Công Thương cũng sẽ tiếp tục báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để có cái kiến nghị và theo dõi các cái nội dung hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn của các cái bộ ngành về cái nội dung này trong thời gian tới.
Dạ, vâng, qua phần chia sẻ của anh Phương và chị Nương thì chắc chắn là anh Chương và các doanh nghiệp tại Đồng Nai chúng ta cũng yên tâm. Bởi vì Sở Công Thương, Ban Quản lý cũng sẽ có những cái giải pháp kiến nghị để giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta ổn định. Đặc biệt là trong tình hình hiện nay thì các doanh nghiệp cần phải có sự hỗ trợ từ phía các địa phương, từ phía các sở ngành để chúng ta ổn định lại sản xuất để vực dậy sau một cái thời gian dài bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Và với những chính sách mà chính phủ đã đưa ra cũng như là những chính sách của tỉnh mình thì không biết đối với về phía doanh nghiệp thì doanh nghiệp của anh Chương đã tiếp cận được những cái gói hỗ trợ nào rồi ạ? Hiện nay thì cái chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp ấy, thì chắc đầu tiên là phải nói đến cái nghị quyết 68, vấn đề mà cho vay trả lương cho doanh nghiệp, rồi đến vấn đề mà tiền bảo hiểm. Tuy nhiên là theo tôi nhận thấy thì cái mà thiết thực nhất là cái nghị quyết 406 của Quốc hội, và vừa rồi thì chính phủ đã có ban hành cái nghị định để hướng dẫn rồi, nghị định 92. Và trong đó thì nó có ba cái vấn đề chính là giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30%, rồi giảm thuế gia tăng, rồi không phạt chậm nộp năm 20, năm 21. Tôi nghĩ đó là những cái vấn đề rất là thiết thực. Và cái chính sách hỗ trợ trong cái đợt bùng phát Covid năm nay lần này á, và cái cách làm của chính phủ á, thì cái này, việc này thì về phía các hiệp hội do sự đề xuất của VCI thì chúng tôi đều có kiến nghị, và có lẽ là cái kiến nghị của các hiệp hội và các hội đã được chính phủ quan tâm. Tức là chính sách hỗ trợ được ban hành với tính cách là một cái khung pháp lý để cho doanh nghiệp tự vận dụng mà thực hiện. Cho nên lần này thì không có cái chuyện mà doanh nghiệp kêu ca là tôi không có tiếp cận được cái chính sách hỗ trợ. Vì chính sách hỗ trợ bây giờ ban hành ở dạng văn bản luật và văn bản dưới luật. Nên doanh nghiệp chỉ cần vận động vô ai thỏa những cái tiêu chí, những điều kiện đó thì các vị được hưởng. Còn nếu mà các vị mà làm không đúng, sau này khi cơ quan nước tiến hành thanh tra kiểm tra phát hiện ra sai sót thì sẽ phạt. Làm như vậy thì nó công bằng hơn và nó dễ cho doanh nghiệp hơn. Theo cái cách mà mình tiếp cận, theo cái kiểu mà tiếp cận những cái chính sách hỗ trợ như cái đầu năm 2020. Như vậy rõ ràng là các doanh nghiệp hiện nay cũng đã tiếp cận được với những cái chính sách, những cái gói hỗ trợ từ chính phủ. Riêng đối với lĩnh vực công thương thì nếu mà các doanh nghiệp cần hỗ trợ và cần tiếp cận với những cái chính sách đó thì mình cần liên hệ nơi đâu và tìm hiểu thêm thông tin, thưa anh Phương? Thật ra thì trong cái giai đoạn hiện nay chúng ta đang nói các cái nhiều nội dung đề cập về vấn đề chuyển đổi số, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin, rồi các cái nội dung về vấn đề truyền thông. Thì đối với ngành công thương thì chúng tôi không những thời điểm hiện nay mà trong giai đoạn vừa qua, tất cả các cái thông tin về chính sách của Trung ương, của các bộ ngành Trung ương, hoặc là những chính sách trên địa bàn nhân dân, trên địa bàn tỉnh áp dụng cho các cái doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là kịp thời. Ngoài việc chúng ta triển khai theo kênh hành chính xuống các địa phương thì hiện nay tất cả các cái thông tin chúng tôi đều đưa rất là kịp thời trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương và dẫn đường link đến trang thông tin điện tử của tỉnh. Đồng thời thì các cái chính sách này hiện nay đối với ngành công thương chúng tôi có triển khai hai cái group Zalo. Một group Zalo là về lĩnh vực thương mại thì tất cả các cái nội dung quy định chính sách, kể cả các cái văn bản hướng dẫn triển khai, chúng tôi triển khai qua cái group Zalo thương mại rất là kịp thời xuống các cái địa phương. Cái thứ hai, vừa rồi chúng tôi trong cái tình hình dịch bệnh, khi mà có rất là nhiều văn bản hướng dẫn từ các bộ ngành trung ương và của các cái sở ngành trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi cũng tạo ra một cái group về lĩnh vực công nghiệp. Thì đến giờ thì cái số lượng các cái thành viên tham gia các cái group này thì phải nói là rất là đông. Cho nên là chúng tôi có thể triển khai rất là kịp thời các cái văn bản, và ngược lại chúng tôi tiếp nhận các cái phản hồi đối với khi các cái doanh nghiệp hoặc là các cái thành viên trong các cái group đó mà cảm thấy là khó khăn, hoặc là có thể có nội dung còn vướng mắc hoặc là chưa rõ thì chúng tôi cũng trao đổi tương tác trong những cái group về công nghiệp và thương mại. Còn về
các cái thông tin về chính sách như tôi đã trao đổi, chúng tôi cũng đưa rất là kịp thời trong vòng khi có cái văn bản triển khai của bộ ngành trung ương hoặc là trên địa bàn tỉnh, thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ chúng tôi cập nhật toàn bộ các cái nội dung trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương. Ngoài ra liên quan tới nội dung này thì xin được chia sẻ thêm là trong 2 năm vừa qua chúng tôi đã triển khai cái hệ thống phần mềm là về cái thông tin khuyến mại, cho nên là các cái doanh nghiệp có thể là vào cái hệ thống thông tin khuyến mại này để có thể thực hiện các cái đăng ký các cái nội dung về khuyến mại trên địa bàn, và chúng tôi xử lý tương tác trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Và một cái nội dung nữa, nhân buổi tọa đàm ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với anh Trương và chị Nương, thì thực hiện theo kế hoạch và chương trình chuyển đổi số trong cái thời gian tới đây, thì Sở Công Thương cũng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và đã được chấp thuận. Chúng tôi cũng đã kết hợp với Cục Kinh tế số của Bộ Công Thương đã thực hiện và thiết kế xong cái sàn giao dịch điện tử, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 11 đầu tháng 12 này. Tất cả các cái với cái mục đích cao nhất là chúng ta từng bước chúng ta chuyển đổi số để góp phần thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Dạ. Hy vọng rằng sàn điện tử này khi mà chúng ta lên thì chắc chắn là sẽ giúp ích rất là nhiều cho người dân và doanh nghiệp trong cái tình hình hiện nay. Còn bây giờ thì trở lại cái việc thích ứng an toàn để vừa sản xuất vừa chống dịch, thì lúc đầu chị Nương cũng có chia sẻ cái tình hình hiện nay có nhiều ca F0 xuất hiện tại các doanh nghiệp. Vậy thì chị dự đoán rằng cái tình hình này trong thời gian tới sẽ như thế nào, và bên ban quản lý của chúng ta có đặt ra những cái kịch bản xấu nhất cho cái tình huống này hay không ạ? Như tôi đã vừa nói ở trên thì hiện nay cùng với cái việc là chúng ta các doanh nghiệp hoạt động trở lại theo cái phương án như mình lựa chọn, người lao động có thể đi về hàng ngày, thì cái việc mà có phát sinh những ca F0, F1 tại doanh nghiệp đó là cái điều hiển nhiên. Và như vậy, trong thời gian qua thì chúng ta cũng có thể theo dõi trên những cái phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta có thể thấy được là cái số ca nhiễm tại Đồng Nai cũng như là các doanh nghiệp trong thời gian qua, kể từ khi thực hiện cái 128 thì nó có cái chiều hướng tăng lên tại doanh nghiệp. Đó, điều này thì đó là do khi người lao động đi về thì cái việc kiểm soát cái việc tiếp xúc với cái mầm bệnh thì không thể nào kiểm soát được. Và các doanh nghiệp khi mà tầm soát hoặc là thực hiện xét nghiệm theo định kỳ thì sẽ phát hiện ra những ca nhiễm. Và như vậy, cái vấn đề để mà không bùng dịch tại doanh nghiệp và để không gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, thì một lần nữa là cái thách thức đặt ra đối với doanh nghiệp, đó là doanh nghiệp phải làm sao để tổ chức sản xuất kinh doanh của mình được an toàn, có những cái phương án phòng chống dịch hiệu quả tại doanh nghiệp của mình trong thời gian tới. Còn đối với anh Phương thì theo anh, các doanh nghiệp hiện nay cần chuẩn bị những gì để vừa sản xuất và vừa chống dịch ạ? Thì như thông tin chị Nương cũng đã trao đổi cũng đã rất là đầy đủ. Thì hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh thì cũng có giao cho 2 ngành. Đối với các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp thì giao cho ban quản lý các khu công nghiệp. Đối với các cái doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thì giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội, để có cái thông qua các cái phương án khi chúng ta hoạt động sản xuất trong cái điều kiện chúng ta thích ứng với dịch Covid-19. Thì khi mà thông qua các phương án này thì bản thân là được biết thì ban quản lý khu công nghiệp cùng với lại Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ có cái kiểm tra đánh giá và hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp trong cái điều kiện vừa đảm bảo sản xuất nhưng cũng vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch 19. Đối với Sở Công Thương thì tôi thì chỉ tham gia thêm một ý kiến là đối với các cái doanh nghiệp thì tùy vào cái quy mô hoạt động thì để mà đảm bảo cái việc sản xuất và thích ứng an toàn trong cái tình hình mới thì các cái doanh nghiệp vẫn phải là thực hiện các cái thành lập các cái tổ an toàn Covid để theo dõi, giám sát, đánh giá và phòng chống cái Covid-19 tại từng phân xưởng, từng khu vực sản xuất hoặc là đối với từng cái vị trí trong cái dây chuyền sản xuất.
Và đối với người lao động thì ngoài việc đã và đang được tiêm phủ mũi 1 và cơ bản trong thời gian tới là phủ mũi 2 thì vẫn phải đảm bảo nguyên tắc trong cái việc chúng ta sản xuất là chúng ta phải thực hiện đảm bảo 5K. Còn về góc độ về phía doanh nghiệp thì không biết là anh Chương có những kiến nghị gì với các ngành để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian tới ạ? Hiện tại thì cái nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về cái vấn đề mà thích ứng linh hoạt Covid rồi. Thì trong cái vấn đề, trong cái nghị quyết đó, quy định thì đồng về các địa phương đã có cái văn bản hướng dẫn. Thì theo cái tinh thần chung nhất, tức là các cơ quan quản lý nhà nước sẽ công bố cái nguy cơ, cái vùng dịch ấy, cái nguy cơ của dịch bệnh tại các khu vực. Và tôi nghĩ cái việc này rất là cần thiết vì doanh nghiệp sẽ... Vấn đề là khi chúng ta, nhà nước đã ban hành được một cái khung pháp lý thì doanh nghiệp sẽ có được thông tin và có những cái biện pháp để làm việc. Và cái cần nữa cũng vẫn là sự nhất quán về cái chính sách quản lý và bảo vệ và đối phó với cái vấn đề Covid của các địa phương. Hiện bây giờ thì cũng chưa phải là đồng bộ hết đâu. Tôi nói ví dụ như cuối tuần rồi, có một cái doanh tải, doanh nghiệp vận tải trong cái nhóm mà anh em có tổ chức với nhau đi Đà Lạt. Xe vận tải lên Đà Lạt thì nó vẫn tiến hành yêu cầu xét nghiệm các thứ. Tức là quy định thì như vậy, từ phía Trung ương là như vậy, nghị quyết 28 có rồi. Nhưng mà về địa phương thì địa phương cũng có văn bản, nhưng mà mỗi nơi, mỗi chỗ. Đây là cái kịch bản nó có từ cái thời mà giãn cách xã hội. Và bây giờ vẫn chưa được. Cái mà kiến nghị đầu tiên mà doanh nghiệp cần nhất hiện nay là các cái quy định về quản lý phòng chống Covid giữa các địa phương với nhau phải có sự nhất quán và thống nhất. Thống nhất từ Trung ương thì doanh nghiệp mới biết đường để mà đối phó mà để mà làm việc. Hiện bây giờ thì như đầu tiên tôi nói rồi, bây giờ doanh nghiệp mới là mặt trận tuyến đầu chống dịch, tất cả mọi thứ bây giờ doanh nghiệp phải lấy, mà doanh nghiệp mà làm không tốt thì doanh nghiệp bị thiệt hại cái đã, và tiếp sau đó thì xã hội sẽ bị ảnh hưởng. Nên cái kiến nghị đầu tiên, cái kiến nghị của tôi đó là vấn đề đó, cần có một cái chính sách quản lý nhất quán từ Trung ương đến địa phương và giữa các địa phương với nhau, chứ mỗi ông địa phương một cái quy định khác nhau, giống như mỗi ông là một quốc gia riêng thì lúc bây giờ nó là vấn đề lớn cho doanh nghiệp. Cái này thì 3 tháng vừa rồi doanh nghiệp khổ sở lắm luôn. Giấy đi đường của Đồng Nai không đi thành phố Hồ Chí Minh được, và xin giấy đi đường của thành phố Hồ Chí Minh thì doanh nghiệp của Đồng Nai mình thì gửi hồ sơ, người ta bảo người ta không biết ai rồi ai người ta quản lý, thì rất là khó khăn. 3 tháng rồi đã đối đến ta phải khổ sở vấn đề rồi. Và vấn đề bây giờ là cái nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và đã được các tỉnh ban hành có văn bản hướng dẫn. Đồng Nai mình thì đã có văn bản đầy đủ rồi, quy định thế nào và 7 ngày một lần công bố cấp độ dịch như thế nào. Thì doanh nghiệp cứ dựa vào đó mà làm thôi. Bản thân các doanh nghiệp hiện nay họ cũng làm như vậy. Chẳng hạn biết khu vực đó là vùng xanh hay là vùng vàng hay là vùng đỏ hay đó, thì mình cứ căn cứ vào đó mà tiến hành làm. Chẳng hạn công nhân khu vực đó thì mình có thể cho họ nghỉ, mình có kế hoạch sản xuất. Chứ còn nếu mà doanh nghiệp họ làm mà không có kế hoạch thì họ không làm. Còn về phía góc độ ban quản lý thì chị Nương có chia sẻ gì với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn ạ? Trong bối cảnh hiện nay thì khi mà diễn biến dịch vẫn còn có những cái phức tạp nhất định, thì đối với các doanh nghiệp FDI trong cái việc để làm sao duy trì được hoạt động sản xuất của mình thì cũng phải có sự chủ động để có những cái phương án phòng chống dịch tại doanh nghiệp. Trong cơ sở đó cũng có tăng cường tuyên truyền cho người lao động thực hiện nghiêm những cái 5K và những cái việc mà quét mã QR tại doanh nghiệp, để từ đó khi có phát sinh trường hợp có ca nhiễm tại doanh nghiệp thì chúng ta có thể truy vết kịp thời. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những cái doanh nghiệp phải thành lập những cái khu để cách ly F0, F1 tại doanh nghiệp mình, để làm sao có thể cách ly được cái ca ghi nhiễm một cách kịp thời, tránh cái trường hợp lây lan thành dịch tại doanh nghiệp. Và khi có trường hợp dịch bệnh, có ca nhiễm xảy ra tại doanh nghiệp mình thì cũng có cái phối hợp thông tin ngay cho các đơn vị có thẩm quyền như là cơ quan y tế địa phương, từ đó để có cái biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong cái việc ngăn chặn và dập dịch kịp thời, từ đó cái hoạt động của doanh nghiệp không có bị gián đoạn, và như vậy cũng là tăng cái uy tín của doanh nghiệp mình đối với cái đối tác trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù rất muốn trò chuyện thêm với hai vị khách mời, tuy nhiên thời lượng dành cho chương trình thì không cho phép. Và qua phần trò chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng thấy rằng các ngành, sở công thương, ban quản lý các khu công nghiệp cũng như là các ngành chức năng đang rất là có nhiều chia sẻ để giúp cho các doanh nghiệp vượt qua những giai đoạn khó khăn này. Và trên hết là các doanh nghiệp của chúng ta cũng phải chủ động để đảm bảo được sản xuất
và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Đến đây thì buổi tọa đàm xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn ba vị khách mời đã bớt chút thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.